Xin kính chào và kính chúc sức khỏe tất cả quý cô chú anh chị và các bạn, những khán giả thân yêu của kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây. Chào mừng đến với clip mới nhất trên kênh hôm nay. Mời cô chú cùng ghé lại vườn của anh Dũng tại thị xã Long Mỹ của tỉnh Hậu Giang. Thì hôm nay anh Dũng về một cái lô phôi mai chiếu thủy rất là đẹp cô chú. Có một số cây si nữa. Nói chung là những cây quái quái bonsai rất là thích hợp cho mình chơi trong những cái không gian cũng không quá nhỏ đâu cô chú. Con sơ lược qua cho cô chú xem một số cây ha, rồi mời cô chú cùng giao lưu trực tiếp với anh Dũng. Nếu thích thì ủng hộ cho anh Dũng cũng như là đăng ký kênh ủng hộ cho con, xin chân thành cảm ơn. Một số cây rất là quái ha cô chú. Rồi, để chi tiết thì con mời cô chú cùng gặp anh Dũng. Dạ, em chào anh Dũng ơi. Rồi, xin chào kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây. Mình tên là Dũng, ở thị xã Long Mỹ tỉnh Hậu Giang. Số điện thoại 0917876747. Hôm nay mình chia sẻ và giao lưu với quý bà con mình trên mọi miền Tổ quốc chính phôi chiếu thủy lá kim. Lá kim anh ha. Dòng kim giòn đó anh hả? Rồi. Và hai phôi si và hai cái phôi sọp. Hai phôi sọp. Một cây đa lá nhỏ. Một cây đa nữa hả? Cây đa lá nhỏ. Cũng phong phú ha. Rồi mời cô chú cùng chi tiết ha. Rồi đầu tiên xin giới thiệu với bà con cây chiếu thủy lá kim. Một cây chiếu thủy lá kim, cây số 1 đi anh ha. Cây số 1. Số 1 đi ha. Số điện thoại thì con để trên màn hình nha cô chú. Mình giao lưu thì mình gọi trực tiếp số trên màn hình giúp con. Cây này cũng già lắm nha. Một cây già sừng sù. Dòng kim giòn anh ha. Kim giòn, kim da giòn. Đẹp lắm. Mà cỡ này bông thì cũng rất là đẹp. Rất là lâu năm rồi ha cô chú. Đúng rồi, cây này cũng cổ rồi. Không có một bọng gì trơn anh hả? Cũng có một số cành nó lũa nữa, cũng quay chỉ cho bà con luôn. Rồi. Đây như chẳng hạn đây. Rồi. Lũa mà nó lũa thép rồi. Đây. Đây. Cái có này. Cái thân này cái cành này. Nói chung là nó mình nhìn nó già nó cuốn vô. Bình thường hết trơn anh ha. Đúng rồi. Nhìn ở ngoài như bình thường đó. Rồi. Đây hai cô chú sơ sơ đây. Rồi giờ đo thông số cho bà con ha. Chiều cao trước giùm em cái đi rồi. Anh ha. Chiều cao mình đo điểm này là 60. Rồi, cao 60. Cái thế cây nó cũng rất là độc đáo của chúng. Có duyên. Cái cụm nhìn ngoài rất là to. Hoành mình đo điểm này là 78 nha. Rồi, anh giữ thước đó đi. Rồi. 78 ha cô chú. 78 hoành. Ngay ở trên đó anh ha. Rồi, ngay điểm đó đó. Đế luôn đi. Đế thì mình đo đường đo kính. Đường kính của bầu là 49. Rồi, 49. Đo sở cái hoành thân của này cho tham khảo đi anh. Con tham khảo luôn cho nó cụ thể một chút. Lên số thân ảnh cắt lại vậy nè cô chú. 18. Rồi 18. Có cành phóng là 18. Đây. Phóng ra là 33. 33. Rồi. Anh quay giúp em vòng luôn nè. Cho cô chú xem cái bộ đế luôn ha. Cái thân nó xù vậy đó anh ha. Thân nó già, nó già. Cái thân nó đẹp. Dừng giúp em. Đây cô chú, cái già. Già xù xì vậy nè. Nguyên một bệt luôn anh ha. Cây này. Cây này già. Cắt về chơi bonsai. Rồi giá luôn giúp em anh Dũng. Cây này xin giao lưu chia sẻ với bà con là 4 triệu. 4 triệu. Bao ship toàn quốc. Bao ship toàn quốc luôn. Mình nhìn phía mặt bên này nhìn thấy nó lực ghê luôn ha. Cây này cũng có duyên. 4 triệu ha cô chú. 4 triệu bao ship. Chiếu thủy kim giòn. Dòng này rất là xiên bông đúng không anh? Đúng rồi. Đây. Thấy lá kim này xiên bông lắm. Rồi, đổi giúp em luôn. Rồi. Mã số 1 ha cô chú. Rồi, tiếp theo mã số 2. Số 2 kế bên luôn. Đây. Theo đây là cái số 2. Rồi, mã số 2. Cũng là chiếu thủy kim giòn. Cũng là chiếu thủy kim giòn. Cái này thì đặc biệt không một bọng gì luôn anh ha. Không. Nó dính không anh hai cái thân này á? Hai thân này nó dính cây này liền một cây nhưng đều nó chia ra hai thân thôi chứ một cây. Rồi. Đây là cây số 2 nha bà con. Rồi cây số 2. Rồi đo giùm em luôn. Rồi. Cái này dáng kiểu như phu thê ha, song thủ ha.
Chiều cao nó là 68. Cao 68. Mấy cây này ảnh gút mấy cây già, rất già của chú. Đo vị trí thước đó là như 35 ha. À 35. 35 của chú ơi. Là cái thân lớn đó. Thân lớn. Già xù xì. Thân này 29. 29. Rồi, có hơn luôn. Trừ heo. Có đó. Hơn. Tổng hai thân luôn nha. Tổng hai thân, cái cộng đó luôn giùm em luôn. Ừ. Về quanh đế luôn. 56. Rồi. Tổng hai thân. Đường kính của bầu là 42. Rồi 42. Rễ dạ. Nó thì em thấy ra rất là nhiều anh ha. Ờ. Cây cũng khỏe lắm cô chú ơi. À đây. Cái dòng này cái da nó nhìn dòng này da đẹp cổ lắm anh ha. À, da đẹp cổ. Mà cắt chân cành thôi, không có mà cắt không một bọng gì hết, không lỗi gì hết. Đúng rồi. Đây thấy cô chú xa xa vậy nè. Mình chơi cái dáng phu thê là hợp lý đó cô chú ơi. À rồi cây này giá sao đây? Rồi cái này báo giá cho bà con là 2.8 triệu. 2.8 triệu. Bao ship luôn. Toàn quốc luôn anh ha. Rồi. Rồi. Rất là đẹp luôn cô chú. Rồi tiếp theo. Kế bên là mã số 3 của chú ơi. Bằng cao luôn đi. Ở đây luôn ha. Rồi. Mã số 3. Cái số 3 nha bà con, cũng là chú Thủy Lá Kim. Rồi, cái này cũng song thụ hai thân luôn chú. À. Cái này đều là một cây hết. Đều là một cây đây. Ừ. Cái này là một cốt ra hai thân nha cô chú, chứ không phải là hai cây anh ha. Đúng rồi. Da nó dặn nó xoắn ghê lắm cô chú ơi. Nhìn ở ngoài nhìn nó dặn. Chơi một thân cũng nhiều rồi, thôi giờ đổi món một tí. Dạ. Chú xem kỹ ha, đặc điểm nào không rõ của chú mình gọi điện trực tiếp qua số trên màn hình giúp con ha. Anh Dũng sẽ cung cấp thêm cho mình ha, để chi tiết rõ hơn. Đúng rồi, cái nào mà con có nhìn không rõ thì cứ điện qua Zalo cũng là số đó. Những cây này là những cây ảnh lựa của mình chú. Mình sẽ cây già lựa. Gọi cho bà con coi trực tiếp. Rồi anh ơi, cho em thông số đi, mặt nào đây. Rồi. À, cũng có cây cao cây thấp ha, số cây lùn cũng rất là đẹp của chú. Mấy này là cây phong cao. Tổng cái tổng cái điểm này là 54 rồi bà con, hai thân này nè. Ngay vị trí này là 54 anh ha. À, rồi. Đo từng thân cho bà con xem. Đây là 32. Rồi 32, chính xác anh báo giùm em rồi được rồi. Để mình đây là 34. 34. Rồi. Chiều cao là 56. Rồi cao vậy là 56. Còn cái cành này thì nó 40. Thân bên đó nó cũng lắc lượng anh ha. À, nó lắc 3 đoạn luôn ha. Ừ. Lắc 3 đoạn. Con số chi cành nhỏ nhỏ trên thân ha cô chú. À, về mình thích để thì mình để, mình không thích thì mình lựa lại cho anh em, chừa cho anh em làm theo ý của anh em chút. Rồi. Có cái này cái thẹo này anh em. Cũng xin dĩ anh em cái thẹo này. Anh em mà muốn cắt lấy đọt lên luôn thì cũng vẫn được, còn muốn càng lộng mình phóng bay ra thêm cũng vẫn được, người ta để về cho anh em. Rồi. Thì thể thích anh em chơi. Rồi giá luôn anh ơi. Rồi cái này Zalo với anh em là 2.6 triệu. 2.6 triệu. Bao ship luôn. Rồi. Cây rất là già của chú. Dòng này đây. Giờ cô chú xem lại cái da cái thân nữa ha. Rồi cô chú xem kỹ giúp con ha. Xù xì già. Rồi 2.6 triệu mã số 3. Rồi. Rồi tiếp theo luôn mã số 4. Rồi tiếp theo là mã số 4. Cũng là cây phong cao anh hả? À phong cao cũng hai thân. Cây hai thân. Có cái thân tử dưới này. Có thân tử dưới nhỏ thân dưới luôn. À, thân hai thân chính lớn nè cô chú. Ở giới thiệu nguyên một lô chú Thủy hết cho bà con đây cái này. Thế rất là độc đáo anh ha. Ừ. Cái này. Cái cây này đặc biệt nguyên cái cụm này nó nhìn rõ một nét một thân ở dưới này rất là to anh ha. Ừ. Rồi mình đo thông số cho bà con tham khảo ha. Rồi. Quanh tổng hai thân là 53. Rồi tổng là 53. Ừ. To đơn thân cho. Đó cái thằng cao nhất này nó
26. Rồi 26. Thân này nó 27. Rồi cái đường kính bộ luôn anh ạ. À. Ừ. Nó chiều cao luôn không? Cao nó 78. Rồi, cao là 78. Kính bầu là 44. Rồi, kính bầu vậy là 44 hay không chú? À. Rễ thì con thấy ảnh môi ra cũng khá nhiều. Tương đối là bị mưa ướt quá không có. Cây này cũng không lỗi gì chân anh ha, không có bột bọng gì cũng, chân. Có cái thẹo cũ trên cái thân nhỏ này, nó chai cứng đây thôi. Rồi rồi. Cũng dòng kim giòn anh ha. Rồi chú Thủy lá kim. Lá kim. Rồi cây này giá sao? Cây này giao lưu với bà con cũng là 2.6 triệu luôn, bao ship luôn. 2.6 triệu. Cây cũng rất là có duyên của chú. Rồi bây giờ tới tiếp tục là mai chữ thủy nữa ha. Chữ thủy lá kim. À, cây này gồ ghề ha. Ừ. À, đóng chân cành chia số 5. Rất là độc đáo của chú. Cái ngọn theo con thì mình thích để mình, dài dài ha. Đúng rồi, đúng rồi. Cũng chừa cho anh em cắt chơi. Ha, à, giờ chừa cho anh em chơi theo ý anh em tính tí. Rồi. Nói chung mình không dám nói là cây đẹp nhưng mà cây sữa bonsai cũng có duyên lắm đó, bà con ơi. Dạ rồi. Này cắt xuống lùm cái nó nhìn cũng khê anh ha. À. Mà để cao mà cũng đẹp tại vì nó lắc cô chú, cao mà nó lắc nó không có kiểu như nó không thẳng đơ ha. Đúng rồi. Mềm mại. Có mấy cây già này thì nó cũng có cái thẹo thời gian. Cũng dạ. Không đáng kể. Chẳng hạn như mấy cái thẹo già mà nó chai nó. Cây này thấy có đế lớn luôn anh ha. Ừ. Rồi dạ, anh cho chiều cao trước giúp em đi. Rồi. Xa xa cái mình đo chiều cao cái mình vô chi tiết. Này đo điểm này là nó 53. Rồi 53. Cây này no đầy luôn của chú, không một bọng gì luôn nha. Đầy. Hoành thân nó là 49. Cái điểm này. Rồi hoành thân 49. Ừ. Này no cây luôn của chú ơi. Được kính bầu luôn anh ơi. Đường kính bầu nó là 33. Thân nó 49 nhưng mà nó dốt ngọn lên nhỏ xíu luôn cô chú. À, đo tham khảo cái ngọn lâu đo cái cho bà con ta xem. Này là 13. Rồi cái ngọn còn 13 thôi. À, không một bọng gì trơn anh ha. À, có những cái thẹo thời gian như nó lũa nó chai như là lũa thép vậy nè. Cái này không. À, mấy này không đáng kể lắm. Không đáng kể luôn cô chú ơi. Không có là gì hết trơn á. Ừ. Chứ không phải kiểu như nó bụng một bọng. Đúng rồi. Mình báo rõ ha. Cái nào một bọng thì mình đây, bộ đế này. Đế cây này khá lớn đó cô chú. Đế lực. Rồi, cây già sắn nù sắn vặn mình luôn cô chú. Rồi giá rồi, luôn anh ơi. Cây này giao lưu với bà con là 2.6 triệu luôn, bao ship luôn. 2.6 triệu luôn anh ha. Rồi. Rồi. Mã số 5 ha. Rồi, tiếp tục lên cây mã số 6. Bây giờ là mình tới mấy cây dáng nó lục cũng là lá kim. Ừ. Ồ cây này nguyên một bệt luôn ha cô chú. Đây, nguyên một bệt dài luôn. Đây. Cũng dáng cũng mẫu tử cũng được anh ha. À, có, cũng dáng này có quần thể nhìn cũng có duyên lắm. Cụm to đùng cô chú. À. Cây này ra cây bonsai rất là đẹp cô chú. Có cốc cành sẵn với đọt cũng vót rồi. Rồi. Có cành sẵn mình cũng mau chơi anh ha. Ừ. Chứ không phải kiểu như mình róc mía hay là chuỗi lũi là không mấy chuỗi lũi để lâu. Khó. Đây là cây số 6 mà cũng là chú thủy lá kim nha. Rồi anh. Rồi. Nó hoành cho cây này đế cho bà con tham khảo. Bậm bậm xuống không ha. Ừ. Cái này 57. Cái điểm này 57. Ừ. Rồi. Chiều cao ngoài điểm này là nó 39. Cao 39. Chiều cao bên này thì nó 18. Dạ rồi. Đo cái thân lớn này nó là 33. Ồ, cái thân nó là 33. Ừ. Tổng cái một cốt đó nãy là 58 là nghe cô chú. Ừ. Bên này là cũng là 33 luôn. 33 luôn. Rồi, chân cành. Cần kính bầu nó là 39. Rồi. Cho em vòng đế đây. Để nó cắm xuống không rồi chú ơi. Ừ. Cái này cũng lùng lực duyên dáng không chú. Ừ. Nhiều khi mình đo hoành, nhiều khi nó cũng trên dưới chút đỉnh nó cũng lớn hoặc là nhỏ nghe. Bà con đo thì tham khảo cho bà con xem thôi. Rồi. Nhiều khi nó lớn chút đỉnh cũng không chừng. Nhiều khi nó đo theo chỗ khác thì nó nhỏ hơn chút đỉnh cũng không chừng.
Rồi giá luôn anh ơi. Rồi cái này giao lưu với bà con là 2 triệu 6 luôn, bao ship luôn. Cũng 2 triệu 6 luôn anh ha. À. Rồi, một cây rất là đẹp luôn. Rồi tiếp tục luôn này. Tiếp tục. Cây số 7. Cây số 7. Cây chữ thủy lá kim thì cũng y gan như mấy cây trước luôn. Cái form nó cũng giống giống như cây giữa thôi ha. Nhưng mà cây nó đóng khác ha anh ha. Rồi. Này cũng một cốt rồi. Một khến một. Rồi. Có chân cành sẵn hết trơn, không một bọng gì hết trơn anh em muốn chơi thoáng thì cắt bỏ bớt, còn không thì để vậy mình quýnh chi ra mua cho nó đầy luôn. Dạ rồi. Rồi đo luôn giúp em đi. Rồi. Như cái núi vậy anh nè, cụm núi vậy ha. Có thấp có cao ha, từ từ. Cái này nói điểm này là 50 nghe mà con. Rồi 50. 50. Chiều cao là 36. Rồi cao 36 thôi cô chú ơi. Đường kính bầu là 36. 36 luôn. Rồi. Rồi đế nó cũng vậy nè cô chú ơi. Giờ kỹ giúp con ha. Cái cục này 50. Cái này mà cũng là đồng giá luôn em ạ. 2 triệu 6 luôn. 2 triệu 6 luôn, đồng giá bao ship luôn. Chữ thủy nha cô chú, mã chữ thủy. Chữ thủy lá kim. Không. Cây rất là già, da rất đẹp. Cái ngọn nó còn nhiêu anh? Mình đo cái ngọn. Rồi để đo cái ngọn cho con tham khảo. Ngọn 13 luôn. Chỉ có mười mấy thôi anh ha. Đây. Nó giót liền lạc luôn. Này kêu đầu vô đuôi chuột luôn ha. Đây. Rồi giá rồi. Là 2 triệu 6 luôn. 2 triệu 6 bao ship cho bà con tới nhà rồi, rồi. Rất mong cô chú xem ủng hộ cho anh Dũng ha cô chú. Tụt cái số 8 cũng là chú thủy lá kim luôn. Rồi. Cái này nguyên một bệ vậy nè cô chú. Đó. Mấy cây này chắc khoảng mấy chục năm hết trơn á anh Dũng. Đúng rồi. Cái này ông chú vừa nói là 30 năm đó. 30 năm. À. Mã số 8 ha cô chú. Cái mã số 8 có mấy cái điểm lũa của dưới đất nó còn nguyên này mà nó cứng quá rồi thôi mình cũng không có đục ra. Rồi. Nhìn ở ngoài là không biết luôn anh ha. Nó cứng là cũng đá trong này rồi thôi không có đục. Rồi. Lô này già cô chú ơi. Cây thì nhìn ngoài rất là già. Bên sai độ là đẹp thì cô chú tự đánh giá ha. Còn đúng độ rồi. Già mình khỏi nói ha anh ha. Đúng rồi, rồi để đo hoành cho bà con tham khảo. Cái này là 48. 48. Đo cái điểm này 48 không con? Rồi, 48. Chiều cao là 30. Rồi, chiều cao là 30. Một thân này là nó 24. Rồi, 24 anh ha. Đo 24. Thằng bên này thì nó có cái cụm con này nữa thì đo lại cho bà con tham khảo đi. 32. Rồi 32. Đây anh cô chú. Chú xem rõ giùm con ha. Đường kính bầu là nó 36. Cái chân đế này nó rất là nở ha. À. Nó còn nở ra nữa cô chú. Rồi báo giá giúp em. Rồi cái này báo giá cho bà con là 1 triệu 6, bao ship luôn. 1 triệu 6 ha. À. Ship toàn quốc luôn ha cô chú. Còn anh em nào mà có lấy nguyên lô thì giá bớt nha. Rồi mình có tính lại ha, có thương lượng lại nguyên lô thì giá khác ha cô chú. Rồi. Bắt nguyên lô về mình nuôi. Ai mà yêu thích cái dòng này thì nguyên lô này chơi được. Dòng này cũng ít có cây già lắm cô chú. Ít có cây to già. Rồi tiếp tục cây số 9. Rồi. Cô chú xem cây cuối cùng của lô chú thủy lá kim. Có gì thiếu sót thì mong cô chú thông cảm ha. Rồi. Đây. Cái này cũng có duyên nha bà con. Cái này cái thế nó cũng độc độc lạ lạ anh ha. Cái da nó phải nói là dòng lá kim mà cái da nó rất là đẹp. Ừ. Với hơn nữa mấy cây này cũng lâu năm. Có thằng bên đó, thằng bên đây nó múa lên nè cô chú, thằng cào. Nếu mà anh em thấy muốn chơi cái cành này ngắn lại thì về cắt thêm. Tại thấy có cái này nó còn ở dưới này nó đóng một cục kia nè. Cục tròn vo anh ha. Ừ. Rồi. Rồi đo hoành cho bà con tham khảo. Mình đo ngay điểm này là 45. 45. Ừ. Mình dòm cái nước da nó không cũng chơi được không chứ. Cái già. Cao tới cái ngọn này là nó 32. Rồi 32. Ngọn bên đây là 24. 24. Rồi thẳng anh đo cái ngọn luôn đi. Rồi. Hoành ngọn còn chút xíu coi chứ. Ngọn này là 13 luôn. Rồi 13 luôn. Cái này đúng chơi con sai luôn, cũng cái bầu ảnh cúc về còn nhỏ thôi cô chú ơi.
Bầu này là 34. Rồi, bầu 34. Cái này giao lưu với bà con là 1.6 triệu bao ship luôn. 1.6 triệu luôn anh ha. À. Nó có cái mặt cắt đây của chú ha. Có mặt cắt trên cái mình mẹ nè. Cắt đây. Mấy này. Đặt hai con tay là bít nè bà con, đặt hai con tay là bít. Đây có mặt cắt này. À, nó giấu mặt cắt cũng khéo, nếu mà mình nhìn mặt này mặt tiền thì mình sẽ không thấy mặt cắt đâu anh ha. Đúng rồi, nhìn mặt sau đó mới thấy, mặt sau mới thấy rồi. Giá luôn rồi, cái này giao luôn cho bà con 1.6 triệu bao ship cho bà con luôn. Số 9 anh ha. Rồi bài số 9 rồi hết dòng chú thủy. Tiếp theo là cái si búp hồng, si búp hồng số 10, em lắc chữ C rất có duyên nha bà con. Rồi gọng chữ C anh ha. Cộng chữ C đế đẹp luôn. Đế xè ra, đế bài ra cũng được. Cái số 10 là cây si búp hồng. Rồi, si búp hồng. Dán lắc chữ C có cúc cành 1 và cành 2. Dạ rồi. Anh cứ quay quay giúp em. Búp hồng chứ phải búp đỏ anh ha. Cái nào báo rõ ha. Là búp hồng nha cô chú. Búp đỏ là khác anh ha. Nó hồng chứ không được đỏ lắm. Rồi. Thì có người ta cũng gọi là búp đỏ nhưng mà thôi mình nó búp hồng để cho nó dễ. Rồi, nó có sẵn cũng có hình chi cành này, có hình mà đọt nó. Rồi. Cái này cũng đang nhú mục nha bà con. Rồi được, ở đây mình đo vị trí nào đây? Rồi, để đo hoành thân tham khảo đi chứ giờ nó ở điểm này đi. Tới này cho bà con tham khảo là nó 66. 66 của chú ơi. Ừ. 66. Là đo cho dưới trên trên cái mặt đế mặt bầu này khoảng gần 1 gang mà con. Rồi, gang ngón trỏ. Rồi xuống dưới thì nó bự. Đo cái ngọn tham khảo luôn. Ngọn đây là 36. Rồi, ngọn 36. Cái cốt cành số 1 này. Cành số 1 là 25. Rồi, 25. Ừ. Cốt cành này nó phóng ra được 22 bà con ơi. 22. Rồi đo đường kính luôn anh ơi, đường kính đường kính của bầu này tới cái rễ cuối cùng là nó 72. Rồi anh quay giúp em đi. Rồi. Quay giúp em vòng cho cô chú xem cái đường kính lại ha. Nói chung đế nó cũng đặt hết trơn ha cô chú. Cây thì cũng không có một bọng gì trơn anh ha. Không. Liên lạc. Có mấy cái thẹo của chủ nhà người ta cắt cành nó cuốn lại đây. Lâu rồi ha. Cái bầu này nó cũng hơi hụt xài chút nha bà con. Cái tim ngang nó là 50, dài là 72. Dài bị nó có cái đuôi rễ này nè. Rồi. Dài hơn. Còn đế thì ra hết đầu đó. Si búp hồng. Si búp hồng. Rồi giá luôn anh ơi. Cái này giá 6 triệu bao ship bà con luôn. 6 triệu ship toàn quốc luôn anh ha. Rồi. Ok, dán rộng chữ C rất là đẹp của chú. Cái này vàng đế ra hết thước nha bà con. Dạ rồi. Lai lai giống hình thú ngồi vậy anh ha. Rồi. Đây. Còn một tấc mấy nữa mới giáp thước cái vàng đế. Giá là 6 triệu. 6 triệu. Bao ship toàn quốc anh ha. Rồi. Rồi, đổi giúp em luôn. Rồi. Số 10 ha cô chú. Rồi, 11 là cái gì đây? Nó luôn anh. Thi luôn, si búp hồng luôn. Rồi, tiếp tục một cái si búp hồng nữa. Tiếp tục cái si búp hồng. Mã số 11. Rồi, cái si búp hồng. Cái này cũng rất là già nha. Cái này thì dán trực lên ha, dán trực lên nó ôm mấy chân cành vậy đó anh ha. Ôm rễ ôm chân cành vậy đó ha. Cái này người ta chơi rồi, rồi. Chân cành ta bẻ nó cũng nhiều vậy anh lọc lại. Rồi còn anh em nào khéo tay là muốn lọc thêm thì lọc si búp hồng hả cô chú? Si búp hồng. Rồi đo chiều cao giúp em luôn. Rồi cái này là chiều cao 60. Rồi cao 60. Đo tổng cái hoành tổng thể cái gốc này thôi nghe bà con. Đó 115. Rồi vị trí này là 115 anh ha. Ừ. Nói chung cái bầu là nó hết cái rễ luôn đó cô chú ơi. Ừ. Không còn cái gì hết. 115. Cái này là cái bầu là ôm nguyên bộ rễ. Cái ngọn này là 16. Rồi cái ngọn 16. Chiều cao nó nãy mình có đôi gọi đó là 60 đấy ha. 60. Rồi nó có mấy cái thẹo này nè em bà con. Trên này thì thẹo đầu cắt đây. Thẹo mặt cắt. Ừ. Rồi. Lấy được cái ngọn này nó gió. Còn mấy cái thẹo này thì mấy thẹo của thời gian. Dạ. Yeah. Đây. Nó cũng quái ha, nó có những cái cục u ra vậy đó anh ha. Có cái thẹo cũ này cũng thời gian. Cái thẹo nó làm thành những cái cục gù, cục u vậy đó ha. Đúng rồi.
Thanh si thì nhờ mấy cái cục này nè. Nhìn rồi, nó mới cổ. Cái này về cô chú có ý tưởng thì mình cắt theo thêm. Ý của mình ha, theo ý của mình. Thì rồi. Hiện trạng là cây nó vậy đây. Rồi giá luôn. Cái này giao lưu với bà con là giá là 3 triệu. 3 triệu. Rồi, bao ship cho bà con. 3 triệu. Thân chính nó nằm ở trong này nè cô chú. Mấy cái này là ôm ở ngoài, còn thân chính nó nằm trong đó đó. Để đo cái bầu, đường kính bầu cho bà con. Như cái cúp vậy đó. Đường kính bầu nó là 53. Rồi. 52, 53. Rồi. À được anh ơi. Rồi là cây số 11. 3 triệu nha bà con. 3 triệu. Bao ship cho bà con anh ha. Siêu bút hồng. Rồi, đổi giúp em luôn. Rồi. Tiếp tục. Tiếp tục cũng là cây si bút hồng luôn. Si bút hồng luôn. Ừ. Cây số 12. 12. Rồi, một cây lùng lực anh ha. Cây lùng. Đây, cây lùng lực. Anh em nào muốn rút rễ lực nữa thì lùng xuống nữa thì anh em cứ rút. Lùng lực búp mang ha. Lùng lực búp mang. Đây ha cô chú. Có được mấy cái chân cành không ạ? Có chân cành sẵn nữa. Ừ. Nó cũng dễ chơi đó cô chú. Si búp hồng nha bà con. Si búp hồng. Rồi, đo giúp em luôn. Rồi. Dùm đôi ngay cái điểm này. Xì thì em thấy nó lớn lớn không em. Mấy cái này bonsai nhỏ nhỏ nhưng mà nó có. Điểm này là nó 46 bà con ơi. Chân cành có đế rất là đẹp cô chú. 46 hoành thân ngay điểm này nha bà con. 46 rồi. Sẵn đo trên luôn đi anh nè. Đó ngọn luôn ha. Ngọn là 21. Rồi 21. Cao nó từ mặt bầu lên tới điểm này là nó 36. Rồi 36. Tổng có hoành rễ luôn ha. Rồi gần hết luôn. Cái bầu luôn anh đo hết cái bầu là nó hết. Ờ đúng rồi. 120. 120 220 đó. 120. Ừ. Rồi quay giúp em vòng đế đi. Đây. Đế thì bích chịch hết trơn ha cô chú. Ừ. Ờ đế. Cây cũng không một bọng gì, chỉ có mặt cắt mấy cái có mặt cắt mới là với một số cái rễ nó dính mình cắt ra. Rồi, báo giá giúp em. Rồi cây này giao lưu với bà con là 4 triệu bao ship toàn quốc luôn. Rồi giá là 4 triệu anh ha. Rồi 4 triệu luôn cô chú ơi. Cây nhỏ mà bể đế rất là to cô chú. Đế nó cuộn cuộn vậy nè. Bích hết luôn. Cây này cũng già lắm rồi mà. 4 triệu anh ha. 4 triệu bao ship lùng lực bút mang. Rồi ship toàn quốc luôn. Rồi mong cô chú xem và ủng hộ cho anh Dũng. Số điện thoại giao lưu con để trên màn hình. Mình giao lưu mình gọi trực tiếp số đó giùm con. Tiếp theo là cây sạp. Cây sạp búp hồng nha bà con. Rồi cây này độc đáo luôn. Cây này dòm vô cái con thấy là cái bệ này nó đặc thự luôn cô chú. Nó đặc luôn. Cây này 13, cây sạp độc 13. Đỏ mà nó anh ha. Đúng rồi. Sạp độc đỏ. Đúng rồi, sạp độc đỏ là hồng đó. Rồi. Cây này là mã số 13. 12 kìa. Cây này 13. À, cây 13. Rồi. Cây này cái thế là tam đa anh ha. Mình dòm xa xa vậy nè, đây. Nó có mấy cái thân này là mình lấy làm cốt cành luôn đó. Rồi. Cây này cũng già lắm nha bà con. Nó có bốn, nó chỉ kìa bốn thân à. Bốn thân nó dạt ra là như bốn cành vậy đó. Bốn cành. Mình nhìn bên đây thì mình nhìn thấy ba. Đúng rồi. Đây, nhìn bên đây thì mới thấy bốn. Cái này chỉ có mấy cái thẹo đầu cắt mấy cái cành này thôi. Rồi. Chứ cái thẹo của thời gian. Dạ. Rất là già. Rất là già. Dòng sọp này búp rất là đẹp, lá rất là đẹp nha bà con. Rồi lá nó ra màu đỏ màu rất là đẹp. Em thấy cũng ít có cây nhỏ nhỏ bonsai mà thế này anh. Đúng rồi, đúng rồi. Cây này cây lớn nhiều anh ha. Đúng rồi, thằng cây lớn với cốt là nhiều. Cây này nhỏ nhưng mà có nét riêng. Có duyên, đúng rồi. Để anh đo tham khảo. Mình đo nguyên cái hoàn thể gì nha bà con. Đây, cái điểm này nó là 80. Rồi, 80. Tổng hết trơn vậy đó. Đo tham khảo cho con xem cái cành. Cành này là 19. Rồi, 19. Cành này là 21. Rồi, 21. Cành này là nó 21 luôn. 21 luôn. Còn cái ngọn trên này.
Còn này 18 rồi con ơi. Rồi 18. Nó chỉ có mấy cái thẹo mình cắt lại nha con. Anh quay giúp em vòng đế rồi. Rồi. Để nó đặt luôn coi chú. Bên đây nè. Cây này rất là già. Nhỏ nhưng mà nó già lắm anh ha. Đế nó sổ qua tới bầu hết rồi con chứ. Rồi. Mình cũng không có khai thác gì nhiều nó quá. Có một cái thân chính ở giữa nó to ha, nó cao lên nó nhìn cái cây nó hài hòa anh ha. Rồi. Đó, đúng điểm luôn. Đây. Nhìn cái cổ duyên. Rồi cái cây này giá sao đây anh? Rồi giao lưu với bà con cây này giá 4,5 triệu bao ship tới nhà. Đây mặt này cô chú nhìn hai mặt cái cây này hai mặt nhìn đều được. Rồi 4,5 triệu bao ship toàn quốc. Toàn quốc. Rồi anh báo giá ship là toàn quốc cô chú. Còn nếu mà gần thì mình giao lưu được thì mình bớt chút đỉnh cũng được ha anh ha. Được. Đây. Đây. Ship là ship toàn quốc. Rồi đây là cây sợp búp hồng nha bà con. Cây sợp. Ở ngoài miền Bắc miền Trung mấy cô chú thường gọi là hình như là cây túc cái gì đó cô chú. Túc ở ngoài những cái lá nó lớn hơn tí. Thôi tiếp tục lên cây sập luôn đi. Rồi tiếp tục luôn anh ơi. Mã số 14. 14 là cây sập. Cũng là cây sập phòng luôn. Một cây sập luôn hả anh ha. À, cái này thì dán trực. Dán trực cốt cành trực có sẵn. Lắc quyển chuyển mềm mại ha. À. Trực nhưng mà nó lắc nhẹ cô chú chứ không phải là trực mà thẳng băng ha anh ha. Trực lắc chứ không có trực pin. Rồi. Cây này cũng sẵn chơi cô chú ơi. Có sẵn cốt cành nó đóng rất là đều. Cốt cành có sẵn. Nó phân bố cũng rất là đều khoảng anh ha. À. Đều chi. Cây này cũng già lắm. Đây đế đẹp luôn nha cô chú. Ngày hôm qua trời mưa mình vệ sinh gông ra thì nó hơi mới. Rồi đế đây. Cô chú thấy đế nó mấy cái này nó đặc luôn nè. Dính vậy nè. Đúng rồi nó liền. Chữ A. Liền bề hết đưa vô. Cốt cành nó bằng cục. Bên này cũng vẫn có mà coi như điều nó hơi chìm hơn bên kia nha. Chứ vẫn có hết. Nó đều hết anh ha. À, đều hết. Mà có điều là nó chìm nó nổi thôi. Đúng rồi. Bên chìm bên nổi. Nói chung là cái mặt chìm đó nó cũng ít rồi cô chú ơi. Nó có một khoảng nhỏ đây. Nhưng mà dưới này nó hỏng. Nó có rễ hết. Đúng rồi. Này nếu mà về anh em sắt rễ tròn lại nữa thì nó sẽ cân đối hơn. Cũng không đòi hỏi như ý hết được anh ha. Đúng cây rồi. Cối thiên nhiên khai thác. Đúng rồi, khai thác lợi của mấy người lớn tuổi ta chơi thì không chỉnh chu như mình giờ. Về mình muốn theo cái lối mình thì chỉnh sửa lại chút đỉnh. Dạ rồi, anh đo giúp em luôn. Rồi. Chiều cao trước anh. Đo chiều cao của cái này tới cái điểm này là nó 69. Dạ rồi, 69. Rồi. Mình thân ở điểm này là nó 63 bà con ơi. 63. À cái điểm này. Rồi đây. Xuống dưới thì nó lớn nữa. Rồi cái cổ đó đi. Ừ. Gõ vậy đi. Ừ. Xuống đây tới 7 mấy lần. Xuống đó là 73. Ừ. Rồi. Kéo ngang cái đường kính luôn anh ơi. Rồi. Là hết cái đế luôn. Hết đế luôn. Nó 63. 63 là khoảng 180 hoành đi. Ừ. Rồi 180 hoành. Đây. Đế thì đặt hết rồi cô chú. Đế đặt hết. Cây không một bọng luôn. Cái này liền kết hết, chỉ có liên cái thẹo chủ nhà cắt dư cành cắt mấy cái thẹo này thôi. Cái này không có đáng. À rồi đúng rồi. Lâu rồi chứ không phải là kiểu như mình mới cắt mà nó mục cái gì vậy. Chủ nhà cắt mấy cái thẹo thừa. Theo ý anh của thử đo anh. Cái tay này cho cô chú xem. Rồi. Với cái ngọn luôn rồi mình báo giá luôn. Rồi. Cành này là 14. Dạ rồi. Cốt cành là 14. Một cái cũng được anh. Rồi. Đây là 16. 16. Rồi cái ngọn như đây. Cái ngọn này nó 25 mà con ơi. 25. Rồi một cây sộp đọt đỏ ha cô chú. Rồi. Chiều cao nó 69 nha. Sộp đọt đỏ. Ok dáng trực lắc. Bể đế là đặt. Nở rất là nở cô chú. Cô chú thấy ha, cây nó dốt nó cao chỉ có 60 6 mấy thôi nhưng mà nó dốt cây anh ha. Rồi. Dốt lên đây nè. Rồi giá luôn anh Dũng ơi. Cái này báo giá cho bà con là 6 triệu bao ship cho bà con luôn. 6 triệu anh ha. Rồi. Cái này mình vô cái chậu của chú, chậu cạn của chú ơi. Đừng có vô chậu sâu anh ha. Ừ. Chậu cạn, chậu tròn cạn được anh ha. Đúng rồi. Đưa cái bể đế này nó lên. Chơi có tay cành sẵn ha. Ừ. Chơi một cây tròn tàn xung xê luôn. Rồi còn cây cuối cùng sọt. Là cây đa. 6 triệu. Bỏ ra ngoài. Rồi cây 15 cây cuối cùng là cây đa lá nhỏ rồi ơi. Một cây đa lá nhỏ. Ừ.
cây đa này là có phân biệt là cây đa miền Nam miền Bắc vậy không anh, hay là cây đa thường thường trong miền Nam mà hay kêu cây đa Nhật, cây da Nhật à, cây da Nhật á. Rồi à, rồi người kêu da người kêu đa à, cây da Nhật á cô chú ơi. Ảnh nói cây đa con mới hỏi ảnh kỹ, đây là một cây da Nhật hay cô chú, mà cây này cây rin đúng không, cây rin của nó, cây rin hà không có ghép gừa. Rồi thường đúng là không? Ta lấy cây này ta ghép với mấy cây gừa đúng rồi, rồi ghép mấy cây si phúc hồng phúc đỏ rồi đó. Rồi cái này là nguyên gin, nguyên gin một cây cây da Nhật đó, cây da Nhật nha cô chú. Da Nhật nguyên gin. Cô chú cũng thông cảm ha, trời miền Tây lúc này lúc mưa lúc nắng cho nên là có khi hình ảnh nó cũng không rõ lắm mấy, có gì chi tiết hơn thì cô chú gọi cho anh Dũng rồi này. Để mình không rõ điểm nào mình hỏi lại. Cây da Nhật này cây cuối clip nha bà con, cây da Nhật nha cô chú, cây độc đáo hay da Nhật bonsai, cây da Nhật bonsai to luôn, già nguyên luôn. Nguyên gin, nguyên gin. Thường là em thấy da Nhật là ta ghép không à? Đúng rồi, người ta hay ghép qua này. cây si búp hồng đỏ là chơi rồi, mà ở miền Tây mình thì kêu một cây gừa đó. Rồi đo giúp em luôn, rồi to tổng cái quần thể này luôn nha bà con ơi. Cái mặt này nó cũng độc đáo lắm cô chú. Ừ. Mặt bên này rất là độc đáo nè ha. Cái tổng cái quần thể này là nó 80 bà con ơi. 80. Rồi, vậy đi cho cô chú tham khảo thôi. Cái bầu như đây. Cái bầu này nó 39. Đường kính ngang. Chiều cao nó là 44. Rồi, 44. Ngọn này là 14 bà con ơi. Rồi, đâu 14. Rồi quay giúp em vô. Trong là nguyên một cái cục này nó đặt luôn cô chú. Nó đặt luôn mà. Cái thân nó vậy nè. Mình muốn biết kêu sao nó cô chú, tại vì nó gồm nhiều cái kiểu như rễ nó ép vô thành thân vậy anh ha. Nguyên một cục thì mấy cây trong cái tổng thể vậy. Cái này thì nó hay khến vậy đó, nhìn nó. Rồi cũng là cây cuối cùng anh ha. Cây cuối clip. Rồi giá luôn anh ơi. Cái da Nhật cái này giao lưu với bà con 3 triệu bao ship cho bà con luôn. 3 triệu ha. Ship toàn quốc luôn ha. Rồi. Cây 15 cuối clip. Rồi mình chào luôn ha. Rồi xin chào bà con, mong bà con ủng hộ kênh Lục Tỉnh Miền Tây, ủng hộ cho mình nha. Qua số điện thoại 0917876747. Xin chào bà con. Cảm ơn anh. Cảm ơn cô chú xem và ủng hộ cho anh Dũng cũng như là đăng ký kênh ủng hộ cho con. Tôi xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý cô chú trong những clip tiếp theo.